thương là cũng như là yêu luôn nha. Yêu luôn. Dạ. Vậy tới nay em cũng được 4 đứa con bé. Chứ nếu mà bà lại giống mình không để con. À, giống một người Tây rất là. Đây nè, hình ảnh của cô chú nè. Ồ, đám cưới đẹp ghê á. 12 năm trước. Ai ngờ con sanh tại Việt Nam. Dạ. Và sống ở Việt Nam. 8 người con này sanh tại Campuchia, đúng sống rồi, tại Campuchia và có 4 người vợ. Dạ. Chào cô bác, quý anh chị ạ. Trong một cái xóm trọ như thế này thì Bùi Hồ có gặp được hoàn cảnh của cô với lại chú này là một cái lương duyên của người Việt và người Campuchia. Vừa giữa hai người độ trên là có một cái độ tuổi gọi là đôi đủ lệch đó. Thì để tìm hiểu như thế nào bởi cô bác, quý anh chị cùng theo Bùi Hồ tìm hiểu về hoàn cảnh của cô với chú ha. Chú lên đây sống lâu chưa? À, cũng 4 mấy năm rồi. Dạ, là ba mẹ của chú là gốc là Việt, chú sinh sống ở đây hồi đó giờ luôn hay sao? Nhưng mà đó giờ lên đây nè. Quê của chú ở đâu chú? Ở An Giang, ở Long Xuyên. Dạ, có thường về Long Xuyên không? Dạ, lúc nào làm có tiền thì về, lúc nào không có tiền thì ở đây. Chú làm cái công việc gì ha? Mình làm xây dựng giữa nhà cửa rồi đó. À, làm hồ đồ hả chú? À, ai muốn làm thì mình làm. Chú năm nay là bao nhiêu rồi? 62 tuổi rồi mà vẫn còn làm nổi. Vẫn còn làm, không làm ai nuôi. Hồ ngày công được nhiêu chú? À, tùy theo chỗ, có chỗ 20 có chỗ 25 đồng có. 25 đô ha? 25 đô. Ừ, 25 đô thì nó khoảng 500 ngàn. Mình không biết bao nhiêu tiền Việt Nam, đại lâu quá mình không có về. Dạ. Là chú ở với lại cô hả? Hai vợ chồng với 4 đứa con. Dạ, vợ của chú là cô đây ha? Đây là vợ. Dạ. Vô nhà họ chơi đó. Dạ, để con vô thông qua nhà mình. Cô là người Việt hay người Cam? Cô là người Chàm hả? Người Chăm ha? Người Chăm. Thôi em bé khóc. Cha mẹ Việt Nam là nó sanh đẻ ở đây. Coi như là nó quốc tịch Campuchia rồi. Cô chị quốc tịch Campuchia, cô quốc tịch Campuchia. Dạ. Thì tại vì sanh đẻ ở đây là tất nhiên là con của người Campuchia rồi. Dạ. Mặc dù là cha mẹ là Việt Nam cũng như hiện giờ mấy đứa này nè. Tôi là người Việt, cha mẹ nó là người Việt Nam. Bây giờ sanh đẻ tụi nó ở đây là tụi nó là người quốc tịch người Việt. Người quốc tịch Cam có quốc tịch luôn. À, quê hương xứ sở nó là tại sanh đẻ ở đây mà. Dạ. Yeah. Nó là vậy. À, chú 62 cô nhiêu rồi? 37. Ờ. 30 gần 40 rồi. Dạ. Yeah. Mặc áo vô cho bé để tâm sự với cô luôn. À, vậy là cô với chú mới gặp nhau đây thôi hả? Cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Nhỏ này là đứa con lớn chứ. Mặc áo cho bé nha em cô. Mặc em bé nè. Cô là 34 hả? Dạ, 34, 35 trở lại rồi. À. Có ngày xưa ở đây là cô nó gọi là chị thì nó hợp tại cũng xem tụi con. Chị em cũng như là nhỏ tuổi thân cưng đó. Dạ. Mới ba mấy mà. Dạ. Chưa được 40 đâu. Dạ. Ngày xưa cái lương duyên sao mà cô chú gặp nhau? Thì kiểu mà mình cũng buồn chiều nào cũng đi chơi đi làm, lúc một thời gian mình còn chưa có gia đình đó. Mình đi chơi này kia nọ, ăn nhậu ca hát đồ chơi. Mình đi mới gặp con này cũng đi chơi ca hát đồ, mới gặp chọc ghẹo qua lại rồi gặp nhá. Hát tiếng Việt hay tiếng Cam chú? Trên này mình hát tiếng Việt thôi nè, hát karaoke. Dạ. Yeah. Hát cổ hay hát nhạc? À, hát mà nhạc. Khác nhạc. Ừ. Cô ra đây ngồi đi để mình tâm sự để cho mọi người biết thêm về cái mối tình của cô chú. Cũng như là cái cuộc sống của người Việt mình ở đây gì á? Dạ. Ở đây thì nó có khó khăn gì không chú? À, nó cũng rất là khó. Từ ngày mà bệnh hoạn tới giờ bệnh Covid đó. Dạ. Thì rất là khó khăn, công ăn chuyện làm cũng rất là khó. Vô trong. Vậy là đây là chú tên gì? Tên ở Campuchia này tôi tên Quốc. Chú Quốc. Còn cô? Thảo. Cô Thảo là năm nay 34. Còn chú Quốc là 62. Dạ. À, cũng cái lương duyên hai người là ca hát rồi gặp nhau. Đúng rồi. Dạ. Thì sao mà ngày xưa là gặp ca hát gặp nhau rồi sao chú
thể hiện tình cảm sao mà cô chịu chú hay vậy? Chắc là chú đẹp trai quá. Tấm hình đám cưới mình mấy năm về trước đây, còn đây này. Dạ, có hình đám cưới luôn kìa. Đây vẫn còn. Mới có 11, 12 năm mà già già dữ đó. Dạ, ngày xưa đẹp trai quá mà. Đó, hình nhỏ. Cô nhà giữ bé thôi. Dạ. Cô này thì khoảng xem tôi mình lớn hơn tí thôi. Dạ. Đầm đà. Mới sanh mới được có 1 tuổi à. Mới 1 tuổi mới sanh đây thôi. Cô nhà giữ em bé, còn dạ, chú thì đi làm hồ. Đúng rồi. Có chú có thường dắt cô về không? Về Long Xuyên không? Có về được mấy lần rồi? Về được lần một, tại vì về được có lần một rồi, xoay qua tới Covid tới bây giờ luôn không có về được. Dạ. Chú có dự định là khi nào, cô chú có dự định là khi nào về lại Việt Nam không? Có định dự định về dưới mà bây giờ tiền bạc nó eo hẹp quá, ở trên này giờ đời sống nó không có cái mà đủ để mình chi phí trên này nữa, là tiền đâu nữa mà để về dưới. Dạ. À, dạ, con hỏi cô nè, ngày xưa mà chú cưa cẩm sao mà cưa đổ cô vậy? Cũng là nhiệm vụ cái chuyện với gia đình xong rồi. Ba vô. Mình đi đó, đi làm ăn kia nọ, phải dập ảnh. Thế không phải là gì buồn cũng gia đình đó, là đi phải là khỏi nhà mà gia đình đi làm thì kia kiếm tiền cái gì cấm nơi mình vậy đó, đi âu vô quán đi làm xong rồi đi đặt ảnh đi. Ngày xưa chị là chị làm ở quán hát cao kê đúng không? Dạ. Quán nào có tiền mình làm bày bàn đó mà. Bày bàn. Dạ. 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 Là nhà của cô là ở đây luôn. Nhà ở đây luôn. Nhà là nhà mướn chú ơi. Dạ. Nhà mướn là nhà của mình từ Âu Tây. Ờ. Bà gì vậy? Bà nhưng mà gốc của cô, quốc tịch của cô là ở Campuchia. Có nghĩa là dạ, mối tình là chú là ngày xưa là còn trai, chú lên đây chú làm, chú ở trọ đây thì chú cũng đi chơi ca hát rồi chén rượu ly chè gặp cô. Còn trai nhưng mà còn trai ở Campuchia chứ mà ở Việt Nam thì cũng có vợ rồi. Dạ. Nói giờ ở Việt Nam thì mình cũng đã có mấy đời vợ rồi. Mấy đời chú? Bà này là bà thứ tư rồi. Ôi trời ơi. Có giấy kết hôn hết không? Hả? Có giấy mấy bà kia có giấy kết hôn hết không? Kia cũng có. Rồi bây giờ cũng còn người còn sống mà người là. Dạ. Người còn sống thì người mất mấy mà ba bà. Cái người vợ lớn nhất của chú là năm nay nhiêu tuổi? Năm nay cũng có người thì 60, có người thì 50 mấy. Cũng lớn tuổi không à. Cô nói thiệt luôn, chú đào hoa ghê á. cái hình hồi nhỏ của chú đó, hình màu đỏ đó, cái tấm hình màu đỏ đó. À, cái tấm hình mà tóc giống Minh Dương ấy ha. Đúng rồi. À, tấm hình này nè cô bác của anh chị. Ồ, giống nghệ sĩ thôi mà. Ngày xưa là mình cũng có tham gia chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, bất cứ cái gì cũng vậy. Vậy là chú ngày xưa cũng đại gia, cũng có tiền. Không phải không có tiền, nhưng mà mình thì ngày xưa cũng gia đình cũng nghèo khổ, cũng dân chạy bốc vác, dân chạy xe lon xe kéo ở Long Xuyên mà. Lúc còn thanh niên là 17, 18 tuổi là làm dữ lắm. Cũng gia đình cũng nghèo khổ chứ ngoài ra không có phải là đại gia gì hết. Nhưng mà đối với cái môn gì chú cũng chơi hết. Mối tình cam Việt này thấy nó cũng hơi phải nói là xúc động ha. Chú cô này là cô thứ tư. Ngày cái công việc của chú vậy đó, làm thì có đủ sinh sống cho gia đình của mình không chú? Thì, nói chung ra thì có tháng thiếu tháng đủ. Tháng nào mình làm trọn tháng thì nó cũng sinh hoạt kinh tế thì nó cũng vẫn bình thường. Còn tháng nào mà không có công ăn chuyện làm thì nó hơi nghèo bọt. Cũng chạy tiền mượn, tiền vay, tiền góp, tiền đứng, tiền ngồi. Đó. Lúc nào đấy mấy đứa nhỏ này nó cũng còn uống sữa nữa. Lo cơm nước rồi tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Rồi tiền sữa, tiền bổng rồi tiền quần nước đái rồi đủ thứ hết. Dạ. Đó, thành thử ra nó rất là cái chi phí một hàng tháng thì nó rất là nhiều. Theo đúng ra thì một cái chi phí ở trên này á, toàn bộ luôn ăn uống này kia nọ chi phí luôn á, làm trong một tháng 500 đô không bao giờ đủ. Dạ, không khiếp gì. 500 đô đâu có đủ. Tiền ăn, tiền uống rồi lớp nào tiền hai chị em nó phải đi học mà, phải lo tiền học mà.
Nhưng mà sao cô chú lại sanh nhiều vậy? Hả? Thì mình ý là mình đã bỏ được 2-3 đứa rồi. Ồ. Còn nếu mà mình không bỏ 2-3 đứa là hình như là bây giờ này là 6 đứa hoặc 7 đứa rồi. Cô chú có kế hoạch gì không? Thì sau thời gian này thì mình cảm thấy nó hơi khó khăn quá thì mình mới bắt đầu hiện giờ đã có uống thuốc kế hoạch lại rồi. Dạ. Chứ tôi là tổng cộng là 12 đứa con. Ồ. 4 người vợ 12 đứa con. Đúng rồi. Ồ trời ơi. 12 đứa rồi. Đến giờ dừng lại cho chú. À bây giờ thì mình cũng dừng rồi. Với hai nữa thì những cái người kia người ta cũng có gia đình hết trơn rồi. Dạ. Thì đứa nào cũng có vợ, có con, có chồng, có con hết. Dạ. Thì mà đời sống thì mạnh ai nó lo ai chứ ngoài ra thì không ai lo được ai hết. Những đứa con của vợ trước của chú có đang sống ở Việt Nam hay ở đây? À, coi như là bốn đứa đang sống ở tại Việt Nam. Dạ. Còn 8 đứa, kể luôn 4 đứa bé này thì còn sống ở tại Campuchia này. Dạ. Thì trong 8 đứa này là sanh tại Campuchia này luôn. Bốn đứa con sanh tại Việt Nam. Dạ. Và sống ở Việt Nam. Đúng. 8 người con này sanh tại Campuchia, đúng sống rồi, tại Campuchia rồi. Và có 4 người vợ. Dạ, dạ. Thì 12 người con. Đúng rồi. Trong khi đó thì cô này thì người sau cuối cùng đó, người cuối cùng này là thứ tư là lại cô lại 4 người con. Dạ. Cái con lớn nhất của chú là bao nhiêu tuổi rồi? À, con lớn nhất là năm nay là 42 tuổi. 42 tuổi. Dạ. Có hỗ trợ cái chi phí cho chú gì không? Dạ không. Coi như là những đứa con lớn thì đứa nào nó cũng nghèo cũng như cha mẹ nó vậy đó. Thì khi mà nó có chồng, có con, có cái sanh con đẻ cháu ra thì nó cũng như cha mẹ nó vậy. Gia đình nào nó cũng khổ chứ. Dạ. Thì nó lo đời sống được làm sao nó lo được đời sống cho chồng con của nó làm như vậy là em mà. Chứ ngoài ra là không ai được tiếp ai hết. Tiếp sao nổi. Dạ. Mình cũng ở đây cũng vậy, mình cũng tiếp nó cũng không được, mà nó tiếp mình cũng không được. Dạ. Ai cũng khổ hết. Mạnh ai nó lo đời sống. Dạ. Cô ngày xưa là cô gặp chú cách đây khoảng hơn 10 năm. Tình cờ qua một dịp coi như là ly rượu chén chè vậy đó. À, thì lúc đó cô đến với chú là bằng một cái tình yêu hay là sự hụt hẫng trong cuộc sống? Xích lên, xích đây tới đi. Mình thương là cũng như là yêu luôn nha. Yêu luôn. Dạ, vậy tới nay cũng có được 4 đứa em bé. Chứ nếu mà bà lại giống mình cũng để con. Chỉ là sẽ cứ sống cho mình rồi. Tình yêu, đó là tình yêu. Tình yêu chạy chạy chạy. Dạ, dạ, không, con không hút ạ. Sống với một cái tình yêu thương vợ chồng chính thức. Dạ. À, lúc đó thì cô khoảng 20 mấy tuổi? 28 hơn. Hình nó còn trẻ. Đâu chị cô lấy cho con coi, lấy tấm hình nó xuống cho con coi. Cách đây là 12 năm rồi. 12 năm thì khoảng lúc đó khoảng 24 tuổi. 24 tuổi. Thôi để đó đi, để đó đi em làm con. Đây là cái trời ơi. Ồ. Chị giống như một người Tây vậy ha. Dạ giống 13 nắm dây tào. Ờ giống một người Tây rất là. Đây nè, hình ảnh của cô chú nè. Ồ đám cưới đẹp ghê á. 12 năm rồi. 12 năm trước. Ai ngờ đâu một cái mối tình xuyên biên giới. À, một mối tình mà gọi là Việt Cam mà có lẽ là khó có thể gặp được. À, sau này chú sẽ dự định là cô chú ở trên này luôn hay là sẽ quay về lại Việt Nam? Có đôi khi mình cảm nghĩ là muốn quay về Việt Nam nhưng mà khi mà về dưới thì không còn nhà cửa để ở. Điểm thứ nhất không có đất, không có nhà. Hai nữa những cái hộ khẩu này kia nọ thì cũng người ta đã bôi tên, xóa bỏ hết. Để ra mình về dưới thì mình cũng lâm trong không biết ở đâu và sống ở đâu. Con cái của chú còn ở dưới chứ? Vẫn còn nhưng mà ở bên mẹ họ. Bên mẹ đó. Dạ. Bây giờ về dưới thì mình đâu có nhà cửa đâu ạ. Dạ. Không có đất gì để ở hết. Dạ. Cô thì ngày xưa rất là coi như rất là xinh gái, rất là đẹp gái. Chắc lúc đó thì đương thời là một cái tuổi con gái là tuổi đôi mươi, là một cái tuổi đẹp nhất trong đời người. Và đặc biệt là hiện nay thì mặc dù là
có bốn người con nhưng mà cô vẫn còn giữ được cái nét đẹp. Vậy thì lúc đó thì chắc có lẽ là rất là nhiều người con trai đeo đuổi đúng không cô? Tại sao cô lại từ chối những cái lời yêu thương đó mà để lại đến với chú? Nên là mình mới thích thôi. Người nào mà lười lo bản sống cho mình để người ta, còn người nào cũng lo bản sống cho mình. Lúc đó thì chắc có lẽ là sẽ có rất là nhiều lời dị nghị. Vậy nghị người ta đàm ra, người ta nói ra nói vô về cái mối tình của dạ. của cô với lại chú, và đặc biệt là người nhà có ngăn cản gì không? Người nhà đâu có cho ở đâu? Chú cho ở anh, mấy cô mấy chú kêu thôi hoài. Dạ. Là bên gia đình em kêu không ở ngoài, em đâu có thôi. Dạ. Tại vì ảnh cũng lo cho mình, rồi sống cho mình với mẹ con mình, rồi mình sống cho ảnh đi. Tới già, tới chồng, này vợ chứ bên em là cái gia là lúc suối em suối em. Con tắt cái quạt giùm chú ơi. Xuôi thôi, thì lúc đó mình làm sao để mình thuyết phục gia đình của mình để có một cái đám cưới trọn vẹn cho đến ngày hôm nay. Dạ, đám cưới em không cho bên gia đình em biết luôn. Dạ. Tại bây giờ mà em cái sanh lẻ này em không chấp nhận luôn. Gia đình em không chấp nhận. Gia đình không chấp nhận. Em sanh khó, anh sanh năm em không có tiền. Em cũng miệng với bà biết rồi, bà không bao giờ tiền cho em. Người ta không chấp nhận là từ luôn á. Từ em luôn á. Bên vợ từ luôn. Từ chị luôn. Tới bây giờ dạ, tới bây giờ vẫn gia đình vẫn không chấp nhận. Không chấp nhận. Cháu này mà không ai chấp nhận. Dạ. Rồi hai đứa tự tạo, tự sống, tự lập, rồi tự làm đám cưới. Tổ chức sắp tới đi chị, cô. Tự làm đám, tự làm. Tự đám cưới rồi không có dòng họ bên vợ. Không có. Ba mẹ vợ cũng không có luôn. Không có, chú bác gì không ai đến. Lúc đó đám cưới mình tổ chức lớn không? Để chụp hình rất là nhiều á chú. Như là cũng có tổ chức cũng gia đình nghèo thì cũng 5-3 bàn. Theo cái tục lệ Việt Nam mình thì để cho nó có để tưởng niệm đến mà tổ tiên ông bà này cái nọ thôi, chứ ngoài ra thì lớn thì nó không có lớn bao nhiêu, thì cũng có 5-3 bàn. Rồi bên mình rồi bạn bè anh em có bao nhiêu đó thôi. Dạ. Vậy là bây giờ là bên ngoại thì vẫn không có chấp không nhận. Không ai chấp nhận. Đến hiện tại bây giờ. Chị có đến cái thời điểm bây giờ đã mười mấy năm đã đến sống với chú rồi. Có với nhau bốn mặt con rồi. Thì có điều gì làm cho chị cảm thấy hối hận hay là cái mối tình này mình sẽ trân quý hoặc hoài khi biết chú là một người đã từng có ba đời vợ, có 8 người con đó. Em cũng không có chấp nhận anh. Chỉ sao mà lo cho em đầy đủ con cái thì em là em mừng lắm rồi, không có trách hờn. Dạ. Không có trách hờn. Đến thời điểm này là mình vẫn không có hối hận khi mà mình gặp dạ. chú. Tại vì ảnh không còn vợ còn con nữa đâu. Thì anh sống mình bốn đứa cháu rồi, em cũng mừng lắm rồi. Chứ không có giận hờn. Ừ. Nếu như có một ước muốn thì chú có một cái ước muốn gì không chú? Theo lúc ra thì mình nghèo thì nhiều khi cái nhiều người ta nói thì cái con người thì nó nói là cái lòng tham thì không đáy không, nhưng mình chỉ ước làm sao là mình một là mình làm ăn được, một là mình tạo dựng mua được một căn nhà nhỏ nhỏ để cho mấy đứa bé sau này nó có tương lai, nó đi học hành và có nhà cửa để nó ở, đừng có ở mà kiểu mà như cha mẹ nó hiện tại bây giờ mai chỗ này mốt chỗ kia. Đó là vậy. Có bao nhiêu rồi? Có khi nào chú lại muốn tập hợp tất cả các người con của mình lại để gặp biết anh em của họ đã biết hết rồi. Tụi nó coi như là tụi nó là anh em ruột của tụi nó mà. Tụi nó đã đến thăm hết trơn, là biết mặt nhau hết trơn. Thì coi bà đây cũng gọi là bà dì. Dạ. Người dì ghẻ. Dạ. Nhưng mà tụi nó rất là mến rộng, cũng qua lại tiếp xúc cũng như bình thường. Ngoài ra không có gì hết. Dạ. Ngoài ra không có gì hết. Dạ. Tiếp xúc vẫn bình thường. Dạ. Tụi nó rất là thương em út tụi nó. Lâu lâu cũng giá lại cho tiền mấy đứa em đi học, mua hàng, mua bánh hoặc là mua quần áo cho mấy đứa em đó. Dạ. Nói chung là chú, cô với chú thì vẫn còn sức lao động ha. À. Cũng còn lao động còn được. Hôm nay là sao chú nghỉ chú? Hôm nay tại vì công chuyện của mình đã hết. Dạ. Đã hết công chuyện rồi, nhưng mà mình ráng chờ 1-2 bữa nữa mới có công chuyện nữa, mình tiếp tục đi làm nữa. Dạ.